Ok, chào các bạn. Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay cô Cho Anh sẽ hỗ trợ các bạn với chương trình với chuyên đề sửa lỗi sai, và hôm nay cô sẽ chữa tiếp. Thực ra cái chuyên đề sửa lỗi sai thì cô Cho Anh cũng đã hỗ trợ các bạn khá là nhiều rồi. Hôm nay cô sẽ hỗ trợ các bạn tiếp từ trang 524 đến trang 526. Ok, các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa ạ? Ok, nếu như các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta bắt đầu vào học nhé. Các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Cô sẽ hỗ trợ các bạn, hình như lâu rồi cô mới hỗ trợ các bạn một buổi về phần sửa lỗi sai đúng không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cái chuyên đề sửa lỗi sai. Thực ra thì cái chuyên đề sửa lỗi sai không phải là một chuyên đề khó. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều bạn đến giờ phút này vẫn chưa làm tốt phần này nhé. Thực ra thì cô rất là thích cái chuyên đề sửa lỗi sai. Bởi vì cái chuyên đề sửa lỗi sai này nó sẽ lột tả được, nó sẽ thể hiện được rất là nhiều những cái kiến thức về từ vựng và ngữ pháp của các bạn. Ok, các bạn thân mến, trước khi vào bài các bạn kiểm tra giúp cô là ánh sáng âm thanh ổn chưa để mình bắt đầu vào học ạ. Ok, các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng âm thanh ổn chưa để mình bắt đầu vào học ạ. Ok, sẵn sàng chưa ạ? Nói chung là các bạn chịu khó với cô khoảng đến tầm 10 giờ trở ra mạng sẽ ổn định hơn. Ok, các bạn kiểm tra giúp cô xem ánh sáng âm thanh ổn chưa để mình bắt đầu vào học ạ. Ok, các bạn sẵn sàng chưa ạ? Ok, chào các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu với câu số 46 trở đi. Và hôm nay mục tiêu của cô Trang Anh là sẽ chữa hết 3 trang cho các bạn. Các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa ạ? Ok, các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta bắt đầu vào học nhé. Rồi, với câu số 46, các bạn chọn cho cô xem là khi các bạn nhìn thoáng qua câu 46 thì bạn sẽ chọn cho cô được đáp án của câu 46 sẽ là ý gì ạ? Ok, với câu số 46, các bạn của cô sẽ chọn được đáp án của câu số 46 là ý gì ạ? Ok, câu số, nhờ cô soạn thêm bài tập về phần mệnh đề đi ạ. Rồi, nhất trí. Sẵn sàng nhé. Cô sẽ có với câu số 46 của cô này, bắt đầu này. Với cái câu mà nó bắt đầu bằng there were. Tức là sẽ với cái dạng đó là there cộng với be cộng với danh từ. Chợ với cái dạng đó là there cộng be cộng danh từ, với dịch là có, đúng không ạ? Có một cái cuộc đi, một cái cuộc tranh luận về cái vấn đề Trung Đông. Rồi sau đó họ chuyển sang giai đoạn bỏ phiếu. Vậy thì với câu này bạn xem cho cô xem là với câu này bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Ok. Dạ. Với câu số 46 các bạn xem cho cô xem câu này của chúng ta chọn đáp án là ý gì ạ? Bạn nào xử lý cho cô được là với câu số 46 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Với câu số 46 các bạn của cô đâu rồi ạ? 46 các bạn chọn được đáp án của câu này là ý B à? Rồi. Thứ nhất là cái anh the của chúng ta không sai này. Chỗ này không sai nhá. Đúng không ạ? Về vấn đề Trung Đông người ta dùng the trước middle east. Đúng rồi. Đúng không ạ? Sau đó họ chuyển sang mutu. Đúng rồi. Vậy thì bằng phương pháp loại trừ thì cô chỉ thấy có một ý B sai thôi. Ý B sai vì sao? Nhờ cô sẽ có như sau này. Cô có cái từ này nếu nó là động từ. Trợ từ nếu là động từ thì có nghĩa là sống. Ok. Vậy nếu như nó là tính từ chợ thì nó sẽ có nghĩa là gì? Có nghĩa là trực tiếp. Đó. Vậy thì ở đây bạn phải đổi cho cô thành sao? Một cái cuộc tranh luận sôi nổi cơ. Thì chúng ta sẽ sai về cách dùng từ. Chúng ta không dùng từ live mà chúng ta dùng cho cô từ lively. Nghĩa là sôi nổi. Dạ, vậy thì cô sẽ chọn được câu số 46. Đáp án của câu này là ý B. Sau câu số 46 chuyển cô sang câu 47 của chúng ta đi ạ.
Với câu số 47 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Sau câu số 46 chuyển cô sang câu 47 của chúng ta. Thì với câu số 47 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Với câu số 47, my mother, câu này dễ này. My mother was coming across. Chúng ta có cái cấu trúc như sau. Đó là cái cụm động từ come across nghĩa là tình cờ gặp. Nhá. Yeah. Nó sẽ có từ come across nghĩa là tình cờ gặp. Chứ là dịch là mẹ của tôi thì tình cờ thấy chiếc nhẫn mà bà ấy đã mất vài tháng trước, nhỡ khi mà bà đang dọn gác mái. Vậy thì với câu này các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Với câu này các bạn của cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì ạ? Chợ với câu này các bạn sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì ạ? Dịch là mẹ tôi tình cờ thấy chiếc nhẫn mà mẹ mất một vài tháng trước khi mà mẹ dọn gác mái. Vậy là cô sẽ có hai hành động này. Tức là hành động mẹ dọn gác mái và hành động lắm và thấy chiếc nhẫn thì hành động dọn gác mái là hành động xảy ra trước. Hành động thấy chiếc nhẫn là hành động xảy ra sau, đúng không? Vậy hành động xảy ra trước người ta đã chia thì quá khứ tiếp diễn rồi. Thì hành động xảy ra sau chia quá khứ đơn. Do đó câu này của cô sẽ là ý A sai. Sửa cho cô cái were coming đấy, đổi cho cô thành came. Sai về thi động từ thôi. Nào ạ. Rồi xong câu đấy chuyển cho cô sang câu số 48 của chúng ta. Thì với câu số 48 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, xong câu đấy chuyển cho cô sang với câu 48 đi ạ. Thì với câu số 48 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Với câu số 48 các bạn của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì này? Với câu 48 cô sẽ có là cái lá thư mà anh ta nhận được sáng nay nói rằng nhờ, cái đơn xin việc của anh ta đã bị từ chối. Câu này dễ này. Thì với câu số 8, 48 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Với câu số 48 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Các bạn nào có thể xử lý cho cô được là với câu số 48 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Chúng ta sẽ có như sau này. Cái lá thư đáng lẽ ở đây chúng ta phải dùng đại từ quan hệ which vào đây, đúng không? Nhưng mà khi đại từ quan hệ đóng vai trò làm tân ngữ của câu thì chúng ta được phép bỏ nó đi. Vậy cái lá thư mà anh ta nhận được sáng nay. Vậy nói rằng cái gì nói rằng cái lá thư nói rằng. Vậy thì cô sẽ thấy là the letter đúng rồi. Người ta sử dụng mọi từ the trước những danh từ mà được xác định bởi một mệnh đề đằng sau. Vậy thì the letter của cô đúng nhé. Chờ mà anh ta nhận được sáng nay là quá khứ. Vậy ý B của cô đúng. Cái tờ lá thư đấy nói rằng ý C của cô cũng đúng. Chờ là đơn xin việc của anh ta đã bị từ chối. Vậy thì câu này cô mang nghĩa bị động cơ lên ý D của cô sai. Sửa bằng cách chèn thêm bin vào giữa cho cô. Được không ạ? Rồi xong câu số 48 chuyển cho cô sang câu số 49. Thì với câu số 49 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Sau câu số 48 chuyển cho cô sang câu 49 ạ. Thì với câu số 49 các bạn của cô sẽ chọn được đáp án câu này là ý gì? 49 các bạn chọn đáp án là ý đây à? Rồi với câu số 49 chúng ta sẽ có là Đức vua Martin này đã đấu tranh, chúng ta có từ sau là từ fight chuyển sang quá khứ là từ như sau, từ fought. Vậy thì ý A của cô đúng, đúng, đấu tranh để chấm dứt. Chúng ta có cái cụm từ như sau, đó là cụm từ put an end to. Chợ chấm dứt cái gì? Vậy thì ý B của cô đúng. Vậy thì với bây giờ cô sẽ chỉ còn C và D thôi. Ý C của cô nghĩa là ghép với từ racial, nghĩa là phân biệt chủng tộc ở Mỹ. Người ta có quy tắc như sau, tức là người ta sử dụng mạo từ the trước USA, chợ hoặc là US. Người ta sử dụng mạo từ the trước UK. Và người ta sử dụng mạo từ the trước nó là những cái quốc gia mà có liên hiệp của gồm nhiều bang hoặc nhiều đảo. Vậy thì với câu này cô là sai về mạo từ nên là bạn sẽ sửa bằng cách là cho cô đổi thành in the United States. Ok, câu này dễ rồi đúng không ạ? Rồi xong câu số 49 chuyển cho cô sang câu số 50. Câu 50 của cô sai ở đâu ạ? Ok. Sau câu số 49 chuyển cho cô sang xong câu số 49 chuyển cho cô sang câu số 50, sorry em ạ. Sửa cho cô câu này sẽ là câu 50. Vậy thì với câu số 50 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Với câu số 50 cũng tương tự như vậy này.
Cô sẽ có là có quá nhiều sách ở trên kệ đến mức mà tôi không biết được phải chọn cái nào. Thì câu này em sẽ căn cứ cho cô bằng that. Thì cô sẽ có cấu trúc như sau, là người ta dùng cấu trúc so many hoặc là so much. Ok, cộng với danh từ cộng với that. Vậy nó sẽ bằng cấu trúc, đó là bằng cấu trúc such cộng với a lot of cộng với danh từ cộng với that. Vậy thì với câu này bạn sẽ chọn được đáp án của cô là ý B sai. Người ta không dùng chu đi với that. Hãy đổi cho cô chu thành từ so. Đúng không ạ? Nên là câu số 50 của cô sai ở ý B là vì thế. Ok chưa? Chưa, rồi put an end to bằng put a stop to. Xong câu số 50 chuyển cho cô sang phần sau của chúng ta. Thì là chuyển cho cô sang với phần bài tập bên dưới này. Với bài tập bên dưới chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có đầu tiên em căn cứ cho cô bằng từ sau đó từ enjoy. Chúng ta có cái cấu trúc như sau, đó là cấu trúc sau enjoy cộng vào in thích làm gì. Vậy câu này chắc chắn là sai ý A rồi, đúng không ạ? Rita thích có thể gặp được một vài ủy viên quốc hội trong suốt cái kỳ nghỉ của mình. Vậy thì câu này cô sẽ sai ở cái chỗ to be này. Đổi cho cô thành being. Ok, chỉ đơn giản mỗi thế thôi ạ. Nói chung là câu nào dễ thì cô Trang Anh sẽ chữa nhanh hơn, đúng không ạ? Cái câu nào khó thì cô Trang Anh sẽ dừng lại chữa chậm lại cho các bạn. Thống nhất như vậy nhé. Đúng không ạ? Rồi, xong câu đấy chuyển cho cô sang với câu số 2 của chúng ta đi ạ. Chọn với câu số 2, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nhờ, xong câu đấy chuyển cho cô sang câu số 2 của chúng ta ạ. Thì với câu số 2, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, với câu số 2, cô sẽ có như sau. Cô có từ là từ nutritionist, nghĩa là gì? Nghĩa là những nhà dinh dưỡng học recommend. Rồi chúng ta sẽ có từ recommend, nghĩa là gì? Đề xuất, gợi ý rằng những thức ăn từ bốn cái nhóm cơ bản này cần phải được ăn hàng ngày. Thứ nhất là cô sẽ có là những cái nhà dinh dưỡng học thì không sai rồi này. Cô có từ recommend, đằng sau nó dùng that, verb phải chia nguyên dạng tất cả các ngôi. Vậy dùng be eaten không sai rồi. Vậy thì cô sẽ chỉ còn C và D thôi. Thì với câu này các bạn sẽ xem cho cô là sửa cho cô thành C hay là D ạ? Nào, với câu số 2 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là C hay là D sai ạ? Ok, với câu số này bạn sẽ chọn cho cô được là câu này sẽ là C hay là D sai em nhỉ? Ok, bạn nào xử lý cho cô được là với câu này các bạn sẽ chọn được là C hay là D sai ạ? Với câu này chúng ta sẽ thấy như sau, cái vấn đề mâu thuẫn ở đây. Cô có từ regularly là trạng từ. Ok. Vậy với cô sẽ có từ daily nghĩa là gì? Thì từ daily của cô không phải là trạng từ đâu, nó là tính từ. Và tính từ đấy có nghĩa là gì? Nghĩa là hàng ngày. Đúng không ạ? Vậy thì với câu này bạn sẽ thấy cho cô là cái từ regularly với từ daily nghĩa của nó xem nhau nhé. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ chọn một trong hai thôi. Thì theo bạn thì các bạn sẽ sửa như nào bây giờ ạ? Ok, theo các bạn thì các bạn sẽ sửa câu này kiểu gì bây giờ ạ? Với câu số 2, câu này thực ra cái câu này là cái câu cãi nhau khá là nhiều này. Chờ, với câu số 2, theo các bạn là sửa C hay là sửa D ạ? Cô thấy có một số bạn thì đưa ra cái lý do là đưa ra cái ý tưởng là mình sửa ý C. Có bạn thì nói rằng là sửa ý D. Vậy theo các bạn thì câu này chúng ta sẽ sửa C hay là sửa D ạ? Ok. Nào, với câu này các bạn sẽ sửa ý C hay là ý D ạ? Với câu này của chúng ta nhá. Bạn sẽ xem cho cô như sau này. Cô sẽ có từ, đó là bây giờ bạn sẽ sửa bằng cách hai cái từ này bằng nhau, em sửa bằng cách bỏ đi một từ. Vậy bỏ đi một từ thì cô sẽ có như sau, cô có từ base là danh từ. Theo quy tắc là trước danh từ là tính từ, từ đây thỏa mãn là tính từ rồi. Thì câu này bạn sẽ sửa cho cô ý C bằng cách bỏ nó đi. Nhớ, bỏ cái từ này đi. Bởi vì thực ra là cái cụm từ là on a daily base đã là đủ rồi. Đó ạ. Nên là với câu này chúng ta sẽ sửa bằng cách là bỏ cho cô ý C đi. Đó ạ. Xong chưa ạ? Ok chưa? Rồi nhá, tiếp lại chuyển cho cô sang với câu số 3 của chúng ta đi ạ. Với câu 3 câu này đơn giản rồi, đúng không ạ? Chợ, với câu số 3 chúng ta sẽ có như sau. Nhá, với câu số 3 bạn sẽ cho cô câu này như sau này. Before television, the common man seldom, chúng ta có từ seldom là hiếm khi hầu như không. Cô có từ never nghĩa là không bao giờ. Hai từ này của cô đều mang nghĩa phủ định. Vậy trong cái tiếng Anh của mình thì chỉ dùng một từ phủ định thôi, chứ không cần dùng đến một trong hai, không nên dùng đến cả hai từ đứng cạnh nhau như này. Thì câu này cô sẽ là ý A sai. Sửa bằng cách như sau, dùng một trong hai từ thôi. Em thích dùng từ nào cũng được, cô viết theo kiểu như này.
Được không ạ? Sao chưa xong chưa? Rồi, xong câu số 3 chuyển cô sang câu số 4 của chúng ta. Với câu số 4 là câu nó giống trong cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 ạ. Thì với câu số 4 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Xong câu số 3 chuyển cô sang câu số 4 của chúng ta. Với câu số 4 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, xong câu số 3 chuyển cô sang câu số 4 đi ạ. Thì với câu số 4 các thanh niên của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Cô sẽ có với câu số 4, bạn nào chọn cho cô được câu 4 đáp án là ý gì ạ? Với câu số 4, cô sẽ có những người sử dụng như sau đó từ thánh nhờ có những cái phá gì? Những cái tiến bộ trong trong y học đúng không ạ? Nên là tuổi thọ của cả đàn ông và đàn bà đã có sự cải thiện đáng kể trong một vài thập kỷ qua. Thì với câu này và theo bạn thì sai ở đâu ạ? Câu số 4, cô sẽ có là sau thánh cộng với cụm danh từ advanced của chúng ta đúng nhá. Cụm từ là over the past decade thì cô sẽ có từ past này đúng. Cuộc sống à gì cả tuổi thọ của cả đàn ông và đàn bà được cải thiện thì cái từ improve của chúng ta anh này đó là nội động từ và nghĩa của nó là được cải thiện rồi nên không cần bị động, do đó C đúng. Từ đó cô sẽ suy ra được câu 4 của cô là ý B sai. Cô có một cái cụm từ như sau, đó là cụm từ life expectancy là tuổi thọ. Chúng ta sẽ có cụm từ, đó là cụm từ life expectancy là tuổi thọ. Vậy thì với câu số 4 của cô sẽ là ý B sai. Sửa cho cô cái này là sai về cách dùng từ. Ok không ạ? Rồi xong câu số 4 chuyển cho cô sang câu số 5. Thì với câu số 5 bạn sẽ cho cô xem câu này của chúng ta sai ở đâu ạ? Ok rồi, cô sẽ có từ life expectancy bằng cụm từ lifespan tuổi thọ nhé. Chờ xong câu số 4 chuyển cho cô sang câu số 5 của chúng ta. Thì theo các bạn thì câu số 5 các bạn xem cho cô câu này sai ở đâu ạ? Chúng ta có một cái cấu trúc như sau. Đó là cái cấu trúc sau not until. Chờ cộng với time hoặc time clause. Được không ạ? Rồi sau đó chúng ta sẽ cộng đến mệnh đề đảo ngữ theo quy tắc như vậy nhé. Phải mãi cho đến khi thì. Vậy là phải mãi cho tới khi máy bay cất cánh thì Paul mới nhận ra rằng là anh ta nhầm chuyến bay rồi. Thì cô sẽ có cái cụm từ là the plane had taken off của chúng ta này, đóng vai trò là time clause, mệnh đề danh từ rồi, à mệnh đề thời gian rồi. Vậy thì đằng sau là mệnh đề đảo ngữ, vậy chỗ này của cô là đảo ngữ này. Vậy nó không đảo, do đó C sai. C sai bây giờ muốn đảo em sẽ đảo cho cô thành như sau, đó là từ đứt. Được chưa? Xong đến gì ạ? Poor realize. Ok, được không ạ? Sửa cho cô thành như vậy nhé. Rồi, xong câu số 5 nói chung là không khó đúng không ạ? Xong câu số 5 chuyển cô sang câu số 6 đi ạ. Thì với câu số 6 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Sau câu số 5 chuyển cô sang câu số 6 của chúng ta. Thì với câu số 6 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Với câu số 6 các bạn của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Chờ cô sẽ có là the sky, bầu trời gray and cloudy. Consequently, we went to the beach. Chợ the sky, bầu trời xám xịt và đầy mây. Chợ do đó chúng tôi ra biển. Vậy thì người ta dùng cái từ consequently. Ở đây bằng về therefore là không đúng rồi. Mặc dù bầu trời đầy mây và xám xịt mà chúng tôi vẫn đi ra biển cơ. Vậy nó sẽ sai ở chỗ cái chỗ consequently. Đổi cho cô thành từ however. Nghĩa là tuy nhiên. Đó ạ, chứ không dùng từ consequently cho bài được. Ok chưa? Xem chưa? Bạn Đào Han thân mến, take off là cất cánh, còn từ này là hạ cánh, hai cái từ đấy khác nhau không bằng nhau đâu em. Ok, nói chung là bài hôm nay của mình không khó đâu nên là cô mục tiêu của cô là chữa hết 3 trang cơ. Được không ạ? Xong câu số 6 chuyển cho cô sang câu số 7 của chúng ta đi ạ. Với câu số 7, các thanh niên của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, xong câu số 6 chuyển cho cô sang câu số 7 của chúng ta. Câu số 7 cô sẽ có đầu tiên này. Với cái cấu trúc đó là cấu trúc be harmful. Nghĩa là gì? Harmful đi với giấy từ to có hại cho. Cô sẽ có là những cái túi nhựa thì có hại cho, vậy be harmful của cô đúng nhá. Có hại cho môi trường. Vì vậy chúng nên được thay thế bằng paper bag. Chợ thay thế bằng túi giấy. Vậy they ở đây chính là gì? Chính là plastic bag.
Vậy thì bây giờ thay cho vậy chúng phải được thay thế by bởi be động. Vậy câu này sẽ là sai ý đi. Sửa cho cô Thành should be replaced. Ok. Sửa cho cô Thành should be chọn sửa cho cô Thành should be replaced. Xong câu số 7 chuyển cho cô sang câu số 8 của chúng ta. Chọn với câu số 8 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, các bạn khác có xem được không? Hôm nay cô thấy các bạn kêu rất nhiều về vấn đề về mạng ạ. Các bạn khác có xem được không ạ? Các bạn khác có xem được không ạ? Cô sẽ có với câu số 8 như sau này. Cô sẽ có cái kế hoạch đó được phát triển, đúng không ạ? Một cách đồng bộ bởi một nhóm chuyên gia. Thì với câu số 8 sai ở đâu ạ? Ok, câu số 8 của cô sai ở đâu ạ? Bạn nào xử lý cho cô được là với câu số 8 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Chờ, câu số 8 cô sẽ có như sau. Em xem được à? Rồi. Câu số 8 cô có là động từ was và động từ deep. Chờ, toàn bộ anh này của cô là động từ. Mà mình theo quy tắc đó là động từ thì phải đi với trạng từ. Do đó ý B của cô sai. Sửa bằng cách thêm đi vào cho cô. Đơn giản như vậy thôi. Nhờ. Câu số 9 căn cứ cho cô bằng by the time. Cô có quy tắc như sau. Nhờ bạn xem cho cô quy tắc như sau này. Cô có quy tắc là by the time cộng với chủ ngữ, cộng với verb chia thì quá khứ đơn. Thì mệnh đề còn lại, chủ ngữ của cô verb phải chia quá khứ hoàn thành. Cô có quy tắc là by the time, cộng chủ ngữ, cộng với verb chia thì hiện tại đơn. Thì mệnh đề còn lại, chủ ngữ, cộng với verb chia thì tương lai hoàn thành. Vậy thì với câu số 9, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Chờ, câu số 9 dịch là tất cả những cái thức ăn mà được bán. Câu này có by the time này. Vế đằng sau của nó có arrived là quá khứ. Vậy nếu có một vế của by the time chia quá khứ đơn thì mệnh đề còn lại phải chia quá khứ âm thành. Lên ý B của cô sai, sửa cho cô động từ have thành động từ had. Ok, được không ạ? Xong chưa? Rồi, tiếp nhé. Xong câu số 9 chuyển cho cô sang câu số 10 của chúng ta. Câu 10 đơn giản. Nói chung là phần bài hôm nay của mình rất là đơn giản. Nó sẽ phù hợp với những bạn mới bắt đầu ôn luyện, đúng không? Thực ra nó hợp với những bạn mới bắt đầu ôn luyện hơn vì bài nó rất là dễ. Với câu số 10, cô sẽ có cấu trúc như sau. Chờ, cấu trúc này học từ bài số 13 của tiếng Anh lớp 10 chương trình cũ. Chúng ta sẽ có cấu trúc là it was not until. Chờ, cộng với time ở trong này chính là cộng với time là 1915 này, đúng không? Sau đó cộng với gì ạ? Cộng với that. Cộng với chủ ngữ, cộng với verb, thường là verb chia quá khứ đơn. Nghĩa của cấu trúc là phải mãi cho tới tận khi thì. Vậy thì với câu số 10, cô sẽ có cấu trúc là it was not until. Thì đằng sau chúng ta sẽ thấy là ý C của cô sai. Sửa cho cô when thành that. Nhờ, phải mãi tận năm 1915 thì điện ảnh mới thực sự trở thành một ngành công nghiệp. Được chưa? Rồi, xong câu số 11 chuyển cho cô sang câu số 12 của chúng ta. Với câu số 12, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, xong câu này chuyển cho cô sang với câu số 12 của chúng ta. À, với câu 11 của cô đi ạ. Với câu 11 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Bạn nào xử lý cho cô được với câu 11 ạ? Với câu 11 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Okay, với câu số 11 của cô, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Cô sẽ có với câu số 11 này. Với câu số 11 thì cô có động từ chính là động từ was. Vậy động từ còn lại đằng sau của cô chưa rút gọn mệnh đề quan hệ. Căn cứ cho cô bằng từ sau là căn cứ cho cô bằng từ first là số thứ tự. Thì cô sẽ có là với cái câu mà có số thứ tự như này thì đằng sau mình sẽ rút gọn bằng cách dùng to verb. Nên là ý C của cô sai. Sửa cho cô từ đấy thành từ to travel. Ok, được không ạ?
Rồi, xong câu số 11 chuyển cho cô sang câu số 12. Câu này cô sẽ có từ like. Giống như tất cả mọi người khác, cô ấy cũng đều có những cái phút thăng trầm. Nhưng mà tất nhiên là nhìn chung là chúng ta có cụm từ on the whole. Chờ cụm từ này sẽ bằng cụm từ in general, nhìn chung là. Chờ in general, nhìn chung là cô ấy hoàn toàn hài lòng với cuộc sống. Thì cô có cụm từ on the whole đúng rồi nhá. Cô có cấu trúc tiếp theo là cấu trúc be satisfied. Trở với cấu trúc là cấu trúc be satisfied with, hài lòng với, vậy D đúng. Cô sẽ có like, giống như A đúng. Vậy thì cô sẽ có A đúng, C đúng và D đúng. Thì còn một ý B sai thôi. Thì với câu số 12, các bạn sẽ sửa được câu này đáp án là ý gì ạ? Nào với câu số 12, các bạn sẽ sửa được cái đấy đáp án của chúng ta sẽ là ý gì ạ? Ok, bạn nào sửa được cho câu 12. Mẹ cô đã chỉ ra được là cái ý ý B của cô sai rồi, thì câu 12 sửa như nào đây ạ? Ok. Bạn nào sửa cho cô được với câu số 12 của chúng ta? Với câu 12 các bạn sẽ sửa được câu ấy như nào ạ? Với câu số 12 các bạn sẽ sửa được câu này như nào đây ạ? Nào bạn nào xử lý cho cô được là với câu số 12 cô đang bảo là ý B sai ạ, thì bạn sẽ sửa thành như nào đây ạ? Nhờ câu số 12 chúng ta sẽ có cái cụm từ đó là cụm từ ups and downs, đúng không ạ? Nghĩa là thăng trầm, nó có S vào như này cơ. Là câu số 12 của câu sai B vì vậy, đúng không ạ? Rồi, tiếp này xong câu số 12, chuyển cô sang câu số 13. Câu 13 đơn giản. Câu 13 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái cấu trúc như sau. Câu có cấu trúc đó là cấu trúc congratulate somebody on, nhờ verb in on something hoặc on doing something. Nghĩa là gì ạ? Chúc mừng ai vì cái gì, vì đã làm gì. Câu sẽ có the prime minister, ngài bộ trưởng chúc mừng đội bóng vì đã giành chiến thắng. Vì câu này cô sẽ sai ý C, sửa in thành on cho cô. Được không ạ? Rồi, xong câu đấy chuyện cho cô sang câu số 14. Thì với câu 14 của cô sai ở đâu ạ? Ok. Xong câu số 14, xong 13 chuyển cô sang câu 14 đi ạ. Thì với câu 14 của cô sai ở đâu ạ? Với câu 14 chúng ta sẽ có từ compare là so với, đúng không ạ? So với kích cỡ của toàn bộ trái đất thì những cái ngọn núi cao dường như chẳng cao tiệu nào. Vậy thì cô sẽ có là ở vế đằng trước để cô không có chủ ngữ. Không có chủ ngữ mà dùng verb in thì cô sẽ hiểu rằng hai vế của câu đồng chủ ngữ. Từ đó cô suy ra vế đó, chủ ngữ của vế đằng trước sẽ chính là từ mountain, đúng không? Vậy thì ngọn núi được so sánh với toàn bộ trái đất thì phải là được so sánh chứ không tự so sánh. Do đó ý A của cô, câu mang nghĩa bị động. Thì ý A của cô sai, sửa cho cô từ đấy thành từ compared. Đúng không ạ? Câu số 14 của cô sẽ là ý A. Sau câu số 14 chuyển cho cô sang câu số 15 của chúng ta. Chờ với câu số 15 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, sau câu số 14 chuyển cho cô sang câu 15 của chúng ta đi ạ. Với câu số 15 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Với câu số 15 cô sẽ có như sau này. Với câu số 15 dịch là những cái researcher, những cái nhà nghiên cứu về y học vẫn không ngừng, đúng không ạ, look for, tìm kiếm những cách để mà control, để mà cure. Thì khi có từ and thì hai vế cân nhau. Cô có động từ control để nguyên dạng rồi, động từ cure nguyên dạng rồi. Thì C của cô sai, sửa từ đấy thành từ prevent, ngăn cản. Ok, thì là kiến thức xong, cấu trúc song song thôi. Đó ạ. Xong câu số 15 chuyển cho cô sang câu số 16. Với câu số 16, các thanh niên của cô sẽ chọn được đáp án của câu 16 là ý gì ạ? Nào, xong câu số 15 chuyển cô sang câu 16 đi ạ. Thì với câu số 16, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Với câu số 16, chúng ta có đầu tiên là cô sẽ có cấu trúc, đó là cấu trúc be allowed to do something, được phép làm gì? Nhớ, đấy là một cấu trúc này. Cô sẽ có cấu trúc chủ động của nó là cấu trúc allow hoặc là permit. Okay, allow hoặc là permit somebody to do something, cho phép ai đó làm gì.
Chờ, chúng ta có một cái cấu trúc nữa, đó là cái cấu trúc ala hoặc là permit. Mà không có somebody đến thẳng verb thì verb đấy của chúng ta sẽ phải chia là verb in. Cái gì là học sinh không được phép, đúng không? Sự à gì là học sinh không được phép. Giờ chúng ta sẽ có câu dịch là học sinh không được phép, đúng không? Điều khiển và xử lý những cái hóa chất này nếu như không có sự giám sát của giáo viên. Vậy gì cả, nếu như không có sự giám sát của giáo viên cơ thì câu này sẽ sai ở ý C. Sửa if cho cô, đổi cho cô thành từ unless. Nếu như không, trừ khi. Nên là câu 16 của chúng ta sai vì vậy. Chờ, sau câu 16 chuyển cho cô sang câu số 17. Chờ, với câu số 17 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Câu này rất là dễ thôi ạ. Với câu số 17, các thanh niên của cô sẽ chọn được đáp án của câu số 17 là ý gì ạ? Ok, sau câu số 16 chuyển cô sang câu 17 của chúng ta đi ạ. Thì với câu số 17, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Với câu số 17, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Với câu số 17, cô sẽ có câu hỏi như sau. Câu hỏi bản dịch là bạn sẽ phải cố gắng hết sức nếu muốn thi đỗ kỳ thi. Đấy, câu này người ta đang dùng hình thái của câu điều kiện lại một, đúng không ạ? Vậy thì anh này vế này của cô đúng này. Chúng ta có cấu trúc là sau want to do something, muốn làm gì, và ý D của cô đúng. Bây giờ cô sẽ chỉ còn B và C. B và C phải nhớ đến cho cô một cái cụm từ như sau. Chờ, cô sẽ có cụm từ là cụm từ pull up. Chờ, one stop. Cụm từ này có nghĩa là gì? One stop nghĩa là gì ạ? Nghĩa là cố gắng hết sức để làm gì? Chờ, nỗ lực rất nhiều gì cả, dành rất nhiều sự cố gắng, rất nhiều tâm huyết, rất nhiều cái nỗ lực để làm gì. Vậy thì câu này cô sẽ sai ở ý B. Sửa cho cô giới từ out thành giới từ up. Rồi xong câu số 17, chuyển cho cô sang câu 18. Chơi câu số 18 là họ đã xem xét tất cả là 100 đơn xin việc nhưng không có cái nào mà là phù hợp cho cái vị trí đó cả. Chờ, họ đã xem xét, vậy cô sẽ có người ta dùng have consider. Người ta dùng have consider. Chúng ta đúng rồi, đúng không ạ? Một trong những cái application đơn xin việc, đúng rồi. Nhưng không có cái nào phù hợp cho. Chúng ta có cấu trúc là suitable for, phù hợp cho, và ý D của cô đúng. Vậy thì cô sẽ thấy được câu 18 của cô là ý C. Khi mà cô chữa câu này thì các bạn ấy hay hỏi cô câu đó là trong trường hợp nào chúng người ta dùng từ none of them? Trong trường hợp là người ta dùng từ none of which. Thì em nhớ cho cô như sau, nếu như trong câu của em mà có liên kết bằng dấu phẩy như này thì em sẽ dùng cho cô, đó là dùng đại từ quan hệ vào đấy. Nên phải đổi cho cô them thành which. Nhưng nếu giả sử câu ấy liên kết bằng dấu chấm hoặc bằng liên từ thì em lại vẫn dùng lại là them như vậy. Đó ạ, nhớ cho cô cái phần lưu ý này nhé. Xong câu đấy chuyển cho cô sang câu 19 của chúng ta. Với câu số 19 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Câu số 19 dịch là tuần tới sẽ có một câu lạc bộ tiếng Anh được tổ chức ở đây. Nhờ, tôi sẽ cho bạn thêm thông tin về nó. Vậy cô sẽ có là tuần tới, đúng không ạ? Khi mà có một cái câu lạc bộ diễn ra, à khi có cái câu lạc bộ tiếng Anh diễn ra ở đây thì tôi sẽ cho bạn thêm thông tin về nó. Vậy thì câu này của bạn, theo bạn thì câu này sai ở đâu ạ? Ok. Với câu này bạn xem cho cô là câu đấy sai ở đâu ạ? Bạn nào có thể xử lý cho cô được là với câu này bạn sẽ xem cho cô là câu số 19 này sẽ sai ở đâu ạ? Nhờ, câu 18 ấy sẽ giống trong dạng đề lớp em ạ. À. Rồi, câu 19 của cô sai ở đâu ạ? Với câu số 19 cô sẽ có là tuần tới khi mà, đúng không ạ? Khi mà có câu lạc bộ tiếng Anh diễn ra đây thì tôi sẽ cho bạn biết thông tin. Vậy thì ở đây người ta đã dùng cái when này, toàn bộ cái mệnh đề tính đến đây người ta sẽ gọi là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Mà mình có quy tắc là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thì không có thì tương lai đơn. Vậy thì cô sẽ chọn được câu này của chúng ta sẽ là ý A sai. Chứ ý A sửa sai thì cô sẽ có là để mà muốn diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương lai thì người ta sẽ không dùng là dịch thì tương lai đơn đâu, người ta chỉ cần dùng đến hiện tại đơn là được rồi. Vậy thì cả cái will be đấy sửa cho cô thành y. Được chưa? Nhá. Sau câu số 19 chuyển cô sang câu số 20. Cô sẽ chữa thêm một trang nữa này. Nên là chúng ta đặt đặt đúng mục tiêu đề ra là chữa được 3 trang. Cô sẽ chữa câu số 20. Với câu số 20 sai ở đâu ạ? Ok, câu số 20 của cô phải sai ở đâu ạ? Bạn nào có thể xử lý cho cô được là với câu số 20 bạn có thể làm một phương pháp loại trừ được không ạ? Thứ nhất đó, cô sẽ có như sau này. Người ta có thể dùng of và đằng sau dùng cụm danh từ rất là ok luôn. Nên là
Ý A của cô không sai. Tiếp nữa này. Cô có từ great là tính từ. Thì sau tính từ là danh từ importance, là danh từ. Ý B không sai. Được chưa? Vậy đằng sau cô có before. Before mà không có chủ ngữ thì sao before cộng vô binh? Ý D không sai. Vậy thì bằng phương pháp loại trừ cô sẽ chọn được câu 20 là ý C. Đúng không ạ? Được chưa, được chưa? Nào, câu số 20 của cô là ý C bây giờ. Sau khi mà cô đã làm được phương pháp loại trừ như vậy rồi thì bạn trả lời cho cô xem là ý C sai ở đâu và sửa như nào. Chứ ý C sai như vì sao và sửa như nào. Thì bạn sẽ nhớ cho cô như sau này. Với cái câu số 20 của chúng ta, đúng như là mình loại ra được ý C sai rồi đúng không? Nhưng với câu số 20 em nhớ lưu ý cho cô như sau này. Với cái câu, đúng không ạ, chúng ta sẽ có như sau này. Nhớ cho cô đến cái dạng thức giả định của nó, đó là từ important. Chờ, không biết là các bạn có nhớ cái phần này không ạ? Đó là trong chuyên đề về thức giả định nhé. Thì trong chuyên đề thức giả định cô sẽ có cấu trúc như sau. Tức là từ important chờ ghép với that thì đằng sau chủ ngữ nó sẽ cộng với chủ ngữ, cộng với verb there, tức là verb nguyên dạng với tất cả các ngôi. Thì bạn nhớ cho cô như sau là trong cái thức giả định đấy ạ, nếu như nó có tính từ và động từ mà thuộc là thức giả định thì danh từ của nó cũng sẽ phải chia theo thức giả định. Vậy từ đó cô sẽ thấy là ý C của cô sai, sửa cho cô từ speak chợ thành speak nguyên dạng như này thôi. Ok chưa? Xong chưa? Rồi. Xong câu số 20 chuyển cô sang câu số 21. Với câu số 21 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Với câu số 21 dịch là có rất là nhiều thứ cần phải được làm, đúng không ạ, cho ngôi nhà trước khi bất cứ ai bắt đầu sống ở đây. Cô có cấu trúc như sau, là cấu trúc somebody cộng với need cộng với to verb. Nhờ ai đó cần phải làm gì. Chúng ta sẽ có cấu trúc là something cộng với need cộng với verb in. Cái gì cần thiết được làm nó sẽ bằng cấu trúc something need to be verb phân thứ hai. Vậy thì với câu này của chúng ta sẽ có là rất nhiều thứ cần phải được làm. Thì ý B của cô sai. Sửa cho cô câu đấy thành to be done. Nhờ sửa thành to be done là đẹp nhất. Nhờ hoặc không em sửa cho cô thành doing cũng được. Xong chưa, xong chưa? Rồi xong câu số 21 chuyển cô sang câu số 22 đi ạ. Với câu số 22 câu này sai ở đâu ạ? Các bạn thấy cô chữa như vậy có nhanh quá không ạ? Bởi vì bài hôm nay của chúng ta nó rất là dễ nên cô chữa nhanh. Dạ. Nào, với câu số 22 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Xong câu đấy chuyển cho cô sang câu 22 của chúng ta đi ạ. Thì với câu số 22 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Rồi đúng rồi, câu 22 đi ạ. Với câu số 22 cô sẽ có là George, cái chuyến đi của bạn tới Đà Lạt đấy thì có vẻ rất là thú vị, đúng không ạ? Tôi cũng muốn đến đó. Thì chuyến đi tới đâu người ta dùng to, đúng rồi. Nghe có vẻ như là, thì từ sau này của chúng ta đóng vai trò là động từ giác quan, động từ tri giác thôi. Thì cô có quy tắc là động từ tri giác đằng sau nó cộng tính từ. Hoặc em có thể căn cứ bằng absolutely của chúng ta là trạng từ. Thì sau trạng từ nó vẫn ra là tính từ, đúng không ạ? Nhưng mà nghe nó có vẻ hấp dẫn thì cái hấp dẫn này chính là tính từ bổ sung ý nghĩa cho chuyến đi. Mà chuyến đi là danh từ chỉ vật, đúng không ạ? Thì bổ sung ý nghĩa cho danh từ chỉ vật thì cô sẽ không dùng từ fascinate mà đổi cho cô từ đấy thành từ fascinating. Chờ, đổi cho cô từ đấy thành từ fascinating. Được không ạ? Rồi, sau câu số 22 chuyển cho cô sang câu số 23 của chúng ta. Với câu số 23 bạn xem cho cô xem câu này của cô sai ở đâu ạ? Dạ, với câu số 23 cô sẽ có như sau. Chờ, với câu số 23 cô sẽ có là có những cái phòng lớn nhợ mà có những cái bức tường được trang trí rất là đẹp. Chờ, trong ngôi nhà mới của cô ấy thì có những cái phòng rộng, đúng không ạ, mà có những bức tường được trang trí rất là đẹp. Thì với câu này cô sẽ có là chắc chắn là cái chỗ, xem là xem cho cô bằng phương loại trừ thì bạn sẽ loại bớt được đáp án đi. Thì với câu số 23 này các bạn xem cho cô câu này sai ở đâu nhợ. Câu số 23 cô sẽ có là there are chợ, they are very large room. Nhờ những cái phòng rất là lớn. Yeah, của cô đúng. With, với, đúng. Đúng không ạ? Thế cô sẽ có cái cặp như sau của cô này. Cô sẽ có từ one của chúng ta là danh từ. Trước danh từ cần tính từ thì cô có từ decorate là tính từ rồi. Mình lại có quy tắc là trước tính từ là trạng từ nữa. Vậy thì ý C của nó sai. Sửa cho cô từ đấy thành từ beautifully. Chợ, sửa cho cô thành beautifully. Xong câu số 4, sau câu số 23 chuyển cho cô sang câu số 24. Ok. Câu số 24 có sẽ có từ several people.
Một số người đã đúng hiển nhiên là cố gắng muốn thay đổi đúng không ạ, cái tâm trí của con người, nhưng mà họ gì cả, một số người đã hiển nhiên là đã cố gắng để thay đổi cái quyết định của người đông đó, nhưng mà anh ta từ chối nghe. Chúng ta có cái cấu trúc như sau, đó là cấu trúc sau refuse cộng với to verb từ chối làm gì, và ignition của cô đúng đúng không ạ. Nếu mà cô sẽ có cái cụm từ, đó là cụm từ trans one mind. Cụm từ đấy nghĩa là gì? Nghĩa là thay đổi ý định, thay đổi quyết định. Và ý C của cô đúng nhá. Several people, thực ra several bằng some thôi, chả có gì sai cả. Do đó bằng phương pháp loại trừ thì cô sẽ chọn được câu này là ý B. Tại sao ý B sai này? Cô sẽ có động từ have và động từ try. Thì cô sẽ có là kẹp giữa hai động từ là trạng từ. Nên là ý B của cô sai, sửa cho cô từ đấy thành từ apparently. Nhờ, sửa cho cô thành apparently. Đó không ạ? Xong chưa? Rồi, xong câu đấy chuyển cho cô sang câu số 25 của chúng ta đi ạ. Với câu số 25 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là gì ạ? Ok. Với câu số 25 bạn sẽ cho cô câu này sai ở đâu ạ? Xong câu số 24 chuyển cô sang câu 25 ạ. Thì với câu số 25 của cô sai ở đâu ạ? Rồi đúng rồi ạ. Thế còn câu số 25 của cô thì sao ạ? Ok, câu số 25 bạn nào sửa cho cô được câu 25 ạ? Ok, với câu số 25 của chúng ta. Với câu số 25 cô sẽ có như sau này. Câu số 25 cô sẽ có là taking a trip, đúng không? Có một chuyến đi tới một 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 nước ngoài đúng không? Một nước ngoài thì làm sao? Vậy có một chuyến đi tới nước ngoài thì là sao? Là một cái cách tốt để mà practice, để mà thực hành cái ngôn ngữ thứ hai, nhưng mà nó rất là đắt cho nhiều người. Thì cô sẽ có cấu trúc là to cộng tính từ for somebody, ý D của cô đúng. Chờ chúng ta sẽ có a good way, ý B đúng, đúng không ạ? To practice a second language, ngôn ngữ thứ hai, ý C đúng. Vậy thì với câu số 25, câu này của cô sẽ là ý A. Chờ đến một cái quốc gia nào đấy thôi, cái quốc gia đấy không hề xác định. Nên là chúng ta sẽ không dùng mạo từ the mà chỉ dùng mạo từ là a mà thôi. Được chưa? Rồi, xong câu số 25 chuyển cho cô sang câu số 26. Với câu số 26 bạn thừa nhận cho cô cấu trúc như sau. Chờ cô sẽ có cấu trúc, đó là cấu trúc be supposed to do something, có bổn phận phải làm gì. Học sinh có bổn phận phải đọc tất cả những câu hỏi đó một cách cẩn thận và tìm ra câu trả lời. Thì cô sẽ chọn được 26 của cô là ý A. Sửa cho cô từ đấy thành từ are supposed. Chờ sửa cho cô thành are supposed. Nhá, theo cái cấu trúc như vậy nên mình sẽ phải sửa cho cô thành are supposed. Xong chưa? Rồi, xong câu số 27 chuyển cho cô sang câu số 28 của chúng ta. Chờ câu số 28 cô sẽ có từ là các chuyên gia về sức khỏe cộng đồng nói rằng chờ cái số tiền mà người ta dành vào việc để tránh bệnh tật đấy thì ít hơn so với chi phí của việc chữa bệnh. Thì câu số 28 theo các bạn sẽ câu này sai đâu ạ? Cô sẽ có từ public ghép với từ health là một cụm rồi, đúng không ạ? Như vậy cô sẽ có là cái số tiền mà người ta dành vào, chúng ta sẽ có cấu trúc đó là cấu trúc spend money. Chờ chúng ta sẽ có cấu trúc là cấu trúc spend money đằng sau nó cộng với verb in. Vậy thì avoiding của cô đúng nhờ. Cái số tiền động từ is này là động từ của chủ ngữ money này. Cái số tiền đấy ít hơn so với chi phí của việc chữa bệnh, cô sẽ có sau giới tự hợp với cộng verb in chứ không cộng to verb được. Nên ý D của cô sai, sửa cả cái chỗ to cheating thành cho cô thành từ cheating. Được không ạ? Nên là câu số 28 câu này của cô sẽ là ý D sai. Ok chưa? Ở sau câu số 28 chuyển cô sang câu 29. Chúng ta còn 3 câu nữa là 29, 30 và 31 là xong. Cố cho cô này. Với câu số 29 cậu sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Với câu số 29 chúng ta sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nào, với câu số 29 cậu sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Câu 27 cô không chữa à? Ok, sorry. Rồi, chúng ta sẽ sửa lại câu 27. Sorry, cô chạy quên mất câu 27 này. Nhá. Với câu số 27, theo các bạn thì câu 27 sai ở đâu ạ? Sorry các bạn thì cô nhảy qua mất câu 27 ạ.
Với câu số 27, các bạn sẽ xem cho cô xem câu này sai ở đâu ạ? Ok, với câu số 27, chúng ta sẽ xem cho cô xem câu này sai ở đâu ạ? Chờ, câu số 27 ý A sai à? Câu 27 ý A sai thì sửa kiểu gì ạ? Ok, câu số 27, nếu mà ý A sai thì câu 27 sửa kiểu gì ạ? Câu số 27, các bạn nói xem là câu 27 ý A sai thì câu 27 ý A sai thì sửa kiểu gì bây giờ ạ? Nhờ bạn nào vừa cho cô cái ý tưởng là câu số 27 ý A sai ạ? Thì mình sẽ sửa kiểu gì bây giờ ạ? Nếu ok, bạn nào có ý tưởng sửa cho cô câu 27 ạ? Câu số 27 có bạn chọn đáp án câu này là ý D. Đúng ạ. Có bạn thì chọn đáp án câu này là ý A. Ok. Chờ, em thấy em chọn A mà các bạn toàn chọn D à? Rồi, ok. Với câu số 27. Ok. Câu số 27 các bạn ấy chọn đáp án là ý A. Chờ, những bạn khác thì sao ạ? Câu số 27 các bạn ấy chọn đáp án là ý A. Ok, thật à? Câu số 27, các bạn cho nó đi. Bạn nào có thể gợi ý cho cô cái hướng mà để mình có thể sửa cái câu đấy được không ạ? Chờ, nếu như ý D thì em sẽ sửa kiểu gì, mà ý A thì bạn sẽ sửa kiểu gì ạ? Nhờ, câu số 27, nếu mà ý D thì bạn sẽ sửa kiểu gì, mà nếu mà ý A thì bạn sẽ sửa kiểu gì ạ? Nếu bạn nào xử lý cho cô được với câu này của chúng ta. À, câu số 27 tại sao lại sửa thành appeared ạ? Kia có bạn nào có thể giải thích cho cô là tại sao lại sửa thành appeared ạ? Tại sao lại đang đổi phát từ hiện tại hoàn thành việc quá khứ đơn ạ? Nhờ, câu số 27 cô sẽ có như sau là cái máy ảnh mà dùng một lần này, đúng không ạ? Với cái camera có cái cuộn phim, có sẵn cuộn phim đấy đã xuất hiện vào cuối những năm 1980. 1980 là xuất hiện rồi và trở lên phổ biến kể từ đó. Vậy thì 1980 là cái mốc cho quá khứ thôi. Nên là câu này sẽ không dùng hiện tại hoàn thành mà dùng quá khứ đơn thôi. Nên là câu 27 cô sẽ sai ở ý D, sửa cho cô thành động từ appeared. Đó ạ, nhất trí rồi ạ. Rồi, xong chuyện cô sang với câu số 29 của chúng ta đi ạ. Với câu số 29 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Nhá. Nào, xong câu số 27 chuyển đến câu sang câu 29 ạ. Cô còn câu 29, 30 và 31 là hết trang này của chúng ta. Với câu số 29 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Chợ, với câu số 29 nó dịch là cái số tiền mà được quyên góp trong cái lần kêu gọi đó sẽ được sử dụng. Vậy thì cô sẽ có ở đây người ta dùng động từ raise là động từ rút gọn, đúng không ạ? Động từ chính của cô đây. Số tiền được sử dụng cơ chứ không tự sử dụng. Vậy câu này sai ở ý B, sai ở bị động. Thì câu này bạn sẽ sửa cho cô bằng cách như sau, thêm như này cho cô, đúng không ạ? Chia về bị động của thì tương lai đơn. Xong câu số 27, à xong câu 29 chuyển cô sang câu 30 này. Với câu 30 bạn nhớ cho cô như sau, usually là trạng từ chỉ tần suất. Trạng từ chỉ tần suất luôn đứng trước động từ thường, đứng sau động từ to be. Vậy thì câu 30 của cô sẽ là ý A sai, đơn giản như vậy thôi. Được chưa? Sau câu số 30 chuyển cô sang câu số 31. At the beginning of, nhớ, vào đầu của buổi lễ thì có 1 phút mặc niệm, đúng không ạ, để mà tưởng nhớ những nạn nhân của trận động đất. Câu số 31 của cô, cái câu này như nó giống ở trong đề thi của năm ngoái này, chợ là cái câu của đề thi năm ngoái. Chúng ta sẽ có như sau, với cái câu này chúng ta sẽ có từ respect, chợ với gốc từ đó là từ respect, chợ anh này cô vừa là danh từ kiêm động từ nghĩa là tôn trọng hoặc kính trọng. Khi nó chuyển sang dính tính từ nó sẽ có những tính từ sau. Cô sẽ có từ respect nghĩa là lần lượt theo thứ tự tương ứng nhá. Cô sẽ có tính từ thứ hai đó là từ respectable, giống như ở trong này, respectable nghĩa là gì, nghĩa là đáng trọng, có thể được kính trọng nhá. Thì cô sẽ có từ thứ ba của chúng ta đó là từ respectful. Trở với từ respectful nghĩa là gì, nghĩa là đáng kính.
Vậy là ở đây cô sẽ có là 1 phút mặc niệm nhớ, làm sao thành kính để tưởng nhớ những cái nạn nhân của trận động đất. Thì đây chúng ta sẽ không dùng từ respectable mà đổi cho cô thành từ sau, đó là từ respectful. Ok, respectful. Nên cô sẽ chọn được câu số 31 của cô là ý B. Ok chưa? 31 ý B chưa? Cái câu này năm ngoái có trong đề thi trường quốc gia này. Ok. Các bạn thân mến, vậy là trong thời gian 1 tiếng, cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn được 3 trang. Được 3 trang thì tương đương cũng được khá là nhiều câu đúng không ạ? Cô xin phép tạm dừng buổi học của chúng ta tại đây. Buổi thứ 7 tuần này cô sẽ hỗ trợ các bạn, bạn nhớ lịch cho cô này. Thứ 7 tuần này cô sẽ hỗ trợ các bạn với một buổi lý thuyết. Cô sẽ hỗ trợ các bạn với một buổi lý thuyết về các loại mệnh đề trong tiếng Anh, nhớ nhá. Nên các bạn nhớ để ý, nếu như các bạn nào mà chưa chắc về phần lý thuyết về các loại mệnh đề trong tiếng Anh, thứ 7 này cô sẽ dạy lại. Các bạn nhớ để ý cái lịch này giúp cô, vì cô sẽ không dạy lại lần nữa đâu, cho các bạn 2K2 là chắc chắn là không dạy lại, có một buổi dạy lại về các loại mệnh đề nữa, nên các bạn nhớ để ý cái lịch này giúp cô. Tại vì các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào chương trình trưa mai với chương trình học collocation.